Mục tiêu của đợt tập trung này thì cũng như là gần như tương tự với hai đợt tập trung mà chúng tôi đã thực hiện trong khoảng 2 tháng trước. Đó là để đánh giá cái năng lực của nhóm cầu thủ mà tôi đã theo dõi và tuyển chọn được từ các cái giải đấu là U19 quốc gia và gần nhất là vòng loại U17 quốc gia. Và từ cái quá trình quan sát này, từ hai giải U19 và U17 quốc gia thì tôi đã chọn lọc và tôi coi là có khoảng hơn 100 cầu thủ có đủ năng lực, có tố chất, có tiềm năng để hướng tới những mục tiêu xa hơn như là World Cup 2026 chẳng hạn. Và nhóm cầu thủ này là các em sinh năm từ 2001 cho đến năm 2004. Thì trong nhóm cầu thủ này hiện tại phần lớn các em là đang thi đấu ở giải hạng nhì quốc gia. Và qua những cái trận đấu của giải hạng nhì quốc gia thì tôi có cái cơ hội để theo dõi và đánh giá năng lực của các em, đồng thời thiết lập những cái quan hệ, những cái trao đổi với cả câu lạc bộ và huấn luyện viên của các cái đội bóng. Với cái tình cảnh hiện tại khi mà giải hạng nhì dừng, giải U17 quốc gia cũng dừng, tất cả các giải, các anh chị, tất cả các giải bóng đá chuyên nghiệp và ngoài chuyên nghiệp của Việt Nam đều dừng, thì cái đợt tập trung này với tôi là một thời điểm coi như là quan trọng để tôi có thể đánh giá và tập trung được các cầu thủ. Tính đến thời điểm hiện tại thì chúng ta vẫn chưa có cập nhật mới nào về thời điểm tổ chức của giải U19 châu Á cả. Thế cho nên tôi coi đợt tập trung này với cái lực lượng mà tôi gọi lên hiện tại thì có thể đại diện gần như là 80% lực lượng chúng ta sẽ đem đi tham dự giải ở Uzbekistan trong khoảng 2 tháng tới. Tất nhiên là chúng ta chưa tính đến nhóm cầu thủ của Đà Nẵng vì tôi không thể gọi được. But we consider that this list, with the situation we face now, với cái tình cảnh như hiện tại khi mà tất cả các giải đấu đang dừng lại và đồng thời với những cái diễn biến phức tạp của Covid thì có rất là nhiều đội. Chúng tôi đã làm một cái thống kê và khoảng 30% số cầu thủ trong đợt tập trung lần này thì thời gian vừa qua là có tập duy trì ở câu lạc bộ thôi, còn số còn lại thì đã được các câu lạc bộ cho về nghỉ. Thế cho nên tất nhiên là số lượng cầu tất cả nhóm cầu thủ lần này chúng tôi gọi lên thì thể trạng và phong độ của các em thì không được đồng đều với nhau. Nhưng với tôi thì cái điều này nó không quan trọng lắm, bởi vì với tôi thì tôi quan trọng, tôi đề cao nhất vẫn là một cái lối chơi tập thể. Và cái nhiệm vụ của tôi trong công việc là huấn luyện viên trưởng quốc gia đó không chỉ là tổ chức những buổi tập luyện không, mà cố gắng làm thế nào thứ nhất có thể để xây dựng được một cái tập thể chơi và có thể thi đấu giải đấu sắp tới. Về buổi tập sáng nay, chúng tôi có chia đội hình làm 4 nhóm tập luyện khác nhau, nhưng mà nhìn chung tổng thể thì tôi đánh giá cao, đánh giá rất là tốt về sự tập trung, sự nỗ lực, cố gắng của tất cả các em. Và trong nhóm cầu thủ này thì tôi gần như là tôi đã biết và tôi làm việc với khoảng 90% số lượng cầu thủ rồi, chắc là chỉ khoảng 3-4 cầu thủ ở trong đợt tập trung này là cầu thủ mới lần đầu tiên được gọi lên thôi. Và tôi cảm nhận là vì có cái sự quen thuộc như vậy cho nên là tất cả các em đã tạo nên một cái bầu không khí, một cái môi trường làm việc rất là tích cực, và tôi tin là các em sẵn sàng để đương đầu với bất kỳ thử thách nào trong thời gian sắp tới. Hiện tại thì đội đang tập trung tại PVF và với cơ sở vật chất và với sự hỗ trợ của PVF thì tôi có thể đánh giá đây là điều kiện gần như là tốt nhất để đội tuyển có thể chuẩn bị và làm việc. Một lần nữa thì tôi muốn cảm ơn sự hỗ trợ của PVF về mọi mặt, từ phân tích video, từ sử dụng các cơ sở vật chất như gym, bể bơi, đến sân bãi, đến sự hỗ trợ về y tế để giúp đội tuyển có những cái điều kiện tốt nhất để tập trung. Chỉ có một vấn đề nhỏ duy nhất thôi, đấy là vì học viện PVF thì cũng có những hoạt động tập luyện của riêng học viện, cho nên buộc chúng tôi là phải điều chỉnh giờ giấc để tránh xung đột với những cái hoạt động này, cho nên chúng tôi mới bố trí giờ tập vào buổi tối. Especially for the football training only from 9:00 PM because also we have to adjust our strategy without conflict with the interest of the academy of PVF.